tối nay á, Tú muốn đi chợ chơi á, thì cùng đi. Còn không á, thì con ngủ á, thì ở đây đi taxi. Dạ, chú đi. Nếu chú Hưng có muốn đi chợ, còn chợ thì cũng chẳng có gì. Để chú Hưng với Tuấn một phòng không? Không, để chị để cho lên coi Tuấn nó tính Thiên tính sao vậy? Để cho chú Hưng một phòng cho nó. Đẹp hôm nay là trồng hoa gì vậy? Hoa hồng đó hả? Hồng sắp không? Bây giờ đi vòng hồ xuống đi rồi. Hồ xuống hương ôm một vòng mà. Không không, giờ đi hồ xuống hương trước đi, đi thiền viện rồi về chỗ nghỉ. Dạ. Không thiền có ôm thôi. Đi được nha, không có ôm đi được nha. Không có ôm đi được nha, đánh cái vòng theo ấy kìa, trở đầu lại. Ôm rồi nó giam bằng lái đó. Chậm thì Tuấn cho chú Hưng quay cái biểu tượng của Đà Lạt. Đi tới đây là cái bông mạc đi xô. Đây ạ. Một bên là ạc đi xô, bên là giả quỳ. Đó, bên đây này nè. Chú, cái ạc đi xô đây này chú. Biểu tượng của Đà Lạt. Còn cái màu vàng đó là bông giả quỳ. Giả quỳ đó. À. Đây là quảng trường. Quảng trường Đà Lạt. Tổ chức sự kiện này kia ở đây hết. Chụp hình không? Dừng lại chụp. Chắc. Sĩ người Pháp trẻ lắm lên đây ở đây cũng hai mấy năm. Ngày xưa hả bây giờ? À ngày xưa ở đó, công viên Đông Dương ở đây mà. Đó hai cái đỉnh đó là đỉnh Lam Văn đó, đỉnh mình dịch là Lâm Viên đó, đỉnh ông đỉnh bà. Nhọn hả? À đó. Cái nhọn. Cao hơn Đà Lạt 400 m. Nó hình tam giác mà. Cao nhất của tỉnh Lâm Đồng. Tới chỗ chùa đó là có cái bãi đậu xe đó con. Chỗ đậu bên trái đó đó, nó chỗ xe đỏ tấp vào. Dạ. Chùa chúng mình vào chùa. Nè chùa bạn chùa ấy. Hả? À con ạ. Rồi đứng ở đây chụp hình bài hồ xuân hương luôn. Một công hay kìa. Đây hồ xuân hương đây. Đây là hồ xuân hương.